Thưa quý vị, vào sáng nay, thị xã Kiến Tường long trọng tổ chức lễ công bố quyết định được công nhận đô thị loại 3 và kỷ niệm 10 năm thành lập 2013-2023. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh và thị xã Kiến Tường. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Long An công bố quyết định số 879 ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Kiến Tường đạt đô thị loại 3 với tổng diện tích hơn 204 km vuông gồm 3 phường, phường 1, phường 2, phường 3 và 5 xã: Bình Hiệp, Tuyên Thạnh, Bình Tân, Thạnh Hưng và Thạnh Trị. Theo đó, thị xã đạt 5 trên 5 tiêu chí của đô thị loại 3. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường Nguyễn Văn Chủ nhấn mạnh: Thị xã Kiến Tường là trung tâm tổng hợp về kinh tế, tài chính, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An. Nằm trên quốc lộ 62, kết nối với khu vực Đồng Tháp 10, có cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tiếp giáp với Campuchia. Đây được xem là trục hành lang kinh tế quan trọng, đầu mối giao thương trong vùng Đồng Tháp 10, gắn với hệ thống giao thông xuyên Á. Thời gian tới, để đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân, phát triển cửa hàng, để phục vụ đảm bảo cho trao đổi hàng hóa, phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế phiên mậu, phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng và hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước nâng cao chất lượng, cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, khuyến khích mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các khu dân cư tập trung, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giữ vững nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và chỉnh trang đô thị theo quy hoạch, tiếp tục nâng các tiêu chí đã đạt và tiêu chí mới trong đô thị loại 3. Việc được công nhận đô thị loại 3 giúp thị xã định hướng phát triển và đầu tư nâng cấp về mọi mặt theo các tiêu chí cao hơn, qua đó mang lại bộ mặt đô thị văn minh hiện đại, nâng cao chất lượng sống người dân. Rất phấn khởi và tự hào khi được chính phủ quyết định công nhận thị xã Kiến Tường là đô thị loại 3. Tới đây, theo tôi thì đảng bộ và nhân dân thị xã Kiến Tường đoàn kết hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, đưa thị xã Kiến Tường trở thành đô thị loại 2, loại 1 thời gian không xa. Thưa quý vị, đô thị loại 3 chính là dấu ấn quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển thị xã Kiến Tường. Càng ý nghĩa hơn khi cột mốc này lại đúng vào thời điểm mà thị xã Kiến Tường vừa tròn 10 năm hình thành và phát triển. Tin rằng với sự nỗ lực của đảng bộ và chính quyền nhân dân nơi đây sẽ đưa thị xã Kiến Tường ngày một phát triển và vươn tầm hơn nữa, xứng tầm là trung tâm khu vực Đồng Tháp 10, tỉnh Long An. Thị xã Kiến Tường được thành lập theo nghị quyết số 33 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa. Trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển, phát huy những tiềm năng lợi thế, thị xã Kiến Tường tích cực vươn lên và gặt hái kết quả đáng khích lệ như chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt 11,53%. Thu nhập bình quân đầu người của toàn thị xã đạt trên 53 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 1,11%. Đáng chú ý, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị xã bố trí trên 600 tỷ đồng để đầu tư hơn 400 danh mục công trình phát triển hạ tầng giao thông. Có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự đồng lòng vượt khó của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường, còn có sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự hỗ trợ tạo điều kiện của các sở ngành tỉnh. Thị xã Kiến Tường cần bám sát định hướng và quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó cần nghiên cứu tạo đột phá phát triển trên 3 trụ cột chính, đó là hạ tầng đô thị, kiến trúc đô thị, kinh tế đô thị, để tạo hình ảnh điểm nhấn quan trọng của thị xã Kiến Tường. Đây là tiền đề rất quan trọng để thị xã Kiến Tường tiếp tục vươn mình phát triển, phấn đấu trở thành thành phố được thuộc tỉnh trong tương lai gần. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng thị xã Kiến Tường.